lễ thánh Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai người yếu hèn, tội lỗi. Cả hai đã làm những điều Chúa không hài lòng. Thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần. Còn Thánh Phaolô thì năm bần bảy lượt đã rong ruổi khắp mọi nơi bắt những người Kitô hữu mà đánh đập, nhốt tù và giết chết. Bởi vì ông cho rằng những người nào chống lại đạo do thái truyền giá ở truyền thống là những người phản lại đạo. Cho nên ông đã hăng hái bắt bớ những người Kitô hữu lúc trước. Tuy nhiên, khi Thánh Phêrô nhìn thấy ánh mắt chiều mến, ánh mắt đầy tha thứ của Chúa Giêsu sau khi ông chối Chúa ba lần. Ông đã bình tĩnh và đứng dậy tỏ lòng ăn năn sám hối và tiếp tục công việc truyền giáo của mình, tiếp tục công việc xây dựng hội thánh của mình. Đặc biệt sau ngày ở biển hồ Galilea ở à, trên biển hồ, trên uh, bờ biển, Chúa Giêsu đã hỏi ông ba lần, pero con ông Jonas còn có yêu mến thầy không? cả ba lần này, Pedro đều thật lòng yêu mến Chúa. Lần thứ ba khi Chúa Giêsu hỏi rằng, Pedro con ông Jonas còn có yêu mến thầy không? pero buồn, buồn vì tại sao ông yêu mến Chúa như thế? mà thầy Giêsu lại hỏi mình tới ba lần Phêrô con có yêu mến thật Chúa yêu mến Chúa không tuy nhiên Phêrô đã hiểu được tình thương vô biên của Chúa ba lần ông đã thưa dạy thầy thầy biết con yêu mến thầy và cả ba lần đó Jesus đều nói với Phêrô rằng con hãy chăm sóc chiên của thầy con nãy trên chân sóc trên con trên mẹ của thầy và đặc biệt con nãy trên sóc hội thánh của thầy chính vì vậy khi tuyên xưng đức giêsu kitô là con thiên chúa chúa giêsu đã đặt phêrô làm đầu hội thánh của chúa đã đặt phêrô là đá tảng để đặt hội thánh trên nền tảng là đá tảng phêrô còn Paulo sau khi rong ruổi bắt bớ con chiên bổn đạo những người tín hữu của Chúa, ông đã bị Chúa đánh ngã ngựa trên đường đi Damascus. Và khi đô bắt bị mù lòa, ông đã thưa với Chúa Giêsu rằng: "Lạy ngài, ngài là ai?" Chúa Giêsu đã nói với ông rằng: "Ta là Giêsu Nazareth và ngươi đang tìm bắt bớ ta." Và đồng thời, Giêsu nói với Phaolô rằng: "Ngươi hãy đi vào làng kia và gặp Anania ở đó, ngươi sẽ biết ta cần ngươi làm điều gì." Và Phaolô đã được người ta đưa vào làng để gặp Anania. Ba đêm ngày sống trong mù tối, Anania đã theo lệnh Chúa và làm cho đôi mắt mù lòa của phao lô được bừng sáng cho nên ông đã tin vào lời của chúa và ông đã học mọi bài học của chúa mọi bài giáo lý của chúa để ông đi truyền giáo cho dân ngoại và ông trở thành thầy làm sáng tỏ đức tin còn phêrô là người đã tuyên xưng đức tin thánh phao lô là người đã làm cho đức tin sáng ra để tất cả mọi người chưa biết Chúa khi học hỏi sẽ hiểu được đức tin và đức tin đó sẽ sáng tỏ trong trái tim của những người tìm hiểu Chúa. Vậy kính thưa anh chị em, khi mừng lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, chúng ta thấy hai gương mặt đều khác nhau, hai nền giáo dục cũng khác nhau nữa. Thánh Phêrô là dân trài nưới, cho nên ít học còn Thánh Phaolô là người đã được giáo dục một cách kỹ lưỡng, cho nên Thánh Phaolô là người có học thức rất là uyên thâm. Chính vì vậy, hai vị Thánh Tông đồ này là hai cái mẫu gương khác nhau, nhưng đều có một mẫu số chung, đó là lòng yêu mến Chúa thật tình. Và hai ông quyết định đi theo con đường của Đức Giêsu Kitô. Con đường đó là con đường trông gai, con đường thập giá, con đường đi tới sự chết mới tiến tới vinh quang được. Anh chị em biết, Thánh Phêrô và các môn đệ của Chúa sau khi Chúa về trời đã sai các môn đệ đó đi rao giảng tin mừng khắp mọi nơi và tất cả mọi môn đệ của Chúa đều nông nà đi khắp mọi nơi trên toàn cõi trái đất này để rao giảng tin mừng cho Chúa. Và tất cả mọi tông đồ đều lãnh phần thưởng thiên quốc qua việc họ hy sinh chính mạng sống của họ bằng cái chết oanh liệt. Còn Phaolô thì sao? Phaolô không bị đóng đinh trên thập giá như các tông đồ khác, nhưng ngài đã bị gương chém chết ngài. Chính vì vậy mà cái chết của các thánh tông đồ các thánh ở tông đồ đi tha dân Chúa được Chúa kêu gọi như Phêrô, Andre, giacôbê vân vân là những người đã được hy sinh mạng sống bởi tính cách tự đạo của mình là bị đóng đinh trên thập giá như thầy Giêsu. Tuy nhiên, Phaolô không được hạnh phúc đóng đinh vào thập giá, nhưng Phaolô bị chép chết. Hai cái chết đó đều mang lại hiệu quả tốt đẹp nhất đó là các vị từ đạo đó đã được lãnh triều thiên nước trời, lãnh triều thiên công chính, lãnh triều thiên về thiên đàng với Đức Giêsu Kitô. Nơi đó, các vị thánh đó đã chiêm ngưỡng bộ mặt đầy yêu thương của Chúa. Chúng ta mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô hôm nay. Mỗi người chúng ta đều có những suy nghĩ, chúng ta đều có những đắn đo, chúng ta đều có những trải nghiệm trong đời sống và cuộc đời của chúng ta thứ nhất, trải nghiệm thứ nhất đó là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cũng như các tông đồ khác cũng là những con người như chúng ta, nhưng họ đã can đảm, họ đã hiên ngang, họ dám bước qua cái chết thập giá để đem lại vinh quang cho Thiên Chúa, nhưng thực tế họ cũng được lãnh nhận vũ triều thiên vì họ đã dám hy sinh mạng sống của mình để cùng với Đức Giêsu Kitô cứu độ nhân loại này. Các vị tử đạo, đặc biệt là các vị tử đạo tông đồ, Paulo và cũng như các vị tông đồ khác đã đổ máu giọt máu cuối cùng ra để làm vinh danh Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô cũng ban cho họ mũ chiều thiên công chính. Thứ hai, mỗi người chúng ta hiểu biết rằng chúng ta là những con người vật hèn xác yếu, cũng như thánh Phêrô và thánh Phaolô cũng chỉ là những con người yếu hèn, tội lỗi mà thôi. Tuy nhiên, thánh Phêrô và thánh Phaolô đã can đảm, đã hy sinh, đã luôn luôn phấn đấu để luôn luôn chạy đi phía trước, lao mình về phía trước, biết làm sao phần thưởng công chính cho những người công chính được Chúa tuyển chọn là phần thưởng nước thiên đàng được vào tay của họ. Và họ đã hy sinh chính mạng sống, chính như giọt máu của cuộc đời của họ để đạt được Triều Thiên công chính. Thứ ba, chúng ta nhận ra rằng mỗi người Kitô tu hữu chúng ta, chúng ta không được phúc từ vị đạo như các vị thánh tông đồ khi xưa hay cũng như nhiều vị tử đạo khác trong nhiều đất nước. Tuy nhiên, mỗi lần chúng ta hy sinh mỗi lần chúng ta giữ đạo, mỗi lần chúng ta thực hiện, thực hành đạo trong đời sống hàng ngày của chúng ta là chúng ta cũng đang góp phần vào cuộc tự đạo của mỗi người trong chúng ta. Chính việc góp phần vào công cuộc tự đạo của mỗi người trong chúng ta hàng ngày nói lên cho chúng ta hay rằng chúng ta phải luôn luôn kiên trì, luôn luôn trung tín với thập giá Đức Giêsu Kitô. Thập giá Đức Giêsu Kitô chỉ là một cây thập giá bằng gỗ do những người do thái lúc đó do những người ác độc lúc đó đã đặt ra để đóng đinh tất cả những tử tội đặc biệt trong đó có đức giêsu kitô là đấng vô tội nhưng ngài đã im lặng để chấp nhận tội lỗ của nhân loại này hầu có thể cứu trục nhân loại này vì dọn những giọt máu của ngài đổ ra trên thập giá chúng ta tạ ơn ngài, chúng ta tri ân ngài vì ngài đã hy sinh mạng sống để cứu độ nhân loại chúng ta, trong đó có từng người trong chúng ta nữa. Nguyện xin hai thánh Phêrô và Phaolô gìn giữ chúng ta và đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời Kitô hữu chúng ta ở trần gian này cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Amen.